A Luoi là một huyện có kiểu là hiện tại là Thua Thien Hue, tại cái là vì xuống bà có tập trung tụ mong tại cái là vì hè bà có tạo ai cà tu văn kiêu nhà bà hi vì nghĩa là bà có dù bà có hè cái phần lợn hèn cằn cái là vất vả ta tạo thể đủ cái chùm cái hè kiểu là đi tạo trình trọi chùa prạ nà để những cái huy như trong tạo ta có chỉ trả những cái tiền prạ cái các cái bột việc anh ấy tạ thêm hay là cái trong diệt trang mà tại diệt trang cái thu nhập chính các ơi lấy lòi là lấy lòi bàn sạc văn hội thì và cầu thì ta ở một cần để đấy du hô tạc ở đấy du phải trả ở đây Năm 2008 mình thành lập tổ cấp độc là ngập nó hợp tác xã thị trấn này tổ chức là vừa và tập trung một chị em rộp tàn bá rộp tàn rộp tạc được về bọn thu nhập từng ngập bạc mà ai chị em mà đò có về chạm mà tạc bạc cái nạc tan chạm là vừa ta như tập trung và đơn đặt hàng dừng là tổ chức thị trấn thì lục cái tàn cái như lục nào lục tổng lục hơn mình cho tiếng nghi tàn mấy tịch là năm về nói bồn tịch về đồng 200-300 mà theo mà được cái này tịch mà tự là và này chặt rạc cái trọng ở rọ để xe đạp mà được chỗ ấy ngày ấy này về ấy mang ở đâu ngày mời là phải rọ hơi chợ cái ấy hơi một bà mà là mình cứ tự ngay tự trực phải sư phản để tham gia hội chợ để bọn bạch thông tin là tè trọng nước thì phải được ấy nước ngồi hỗ trợ thêm mà thì tổ giật tổ hợp tác xã thì tròn nục dù ấy mà nào cái nào mà được bọn từng thu nhập bọn tịch hàng hộ thì cuồng bạ phải được ấy nước ngồi cho ấy vì trong người chết trang là cái in là nằm hối vì chia sẻ cái bồn tịch cái bồn tủa hay những cái vì nào giúp đỡ tạo điều kiện hay bồn tịch cái vai trò hay phụ nữ hèn cằn hay ý cái hay hối khẳng định hơn cái hàng gia đình cái xã hội ở những cái có dự định mình sẽ đưa các cái hình ảnh về các cái sản phẩm hay là cái cách mà mình làm việc ấy đấy rồi các cái sản phẩm của mình đây này có cả cái ảnh các cái sản phẩm này đấy sản phẩm mình làm thì xong mình sẽ đưa lên mình giới thiệu cái sản phẩm của mình đấy và sau này thì chính các chị sẽ ghi thông tin ở đây này được mình sẽ ghi thông tin ở đây này là cái nội dung của nó là thực là đặc sản hay làm sản đặc sản của A Luoi đúng không lưỡi lại đường đời thì tịch và chơi cũng chạy giờ rồi mà và đang vòng một lần tuyệt bên ngoài cũng mặc được mà cái người bây giờ cũng mua những sản phẩm trên cách điệu đi cái điệu đà xinh xắn 200 cái nhỉ đẹp nhỉ bán trên Facebook của cái trang của Cần Thơ này. Bạn ơi mua Hà Nội có không có gửi không giá bao nhiêu shop ở đâu này? Mà trao đổi luôn ấy. Để có thể bán hàng luôn đi các bạn này sau này thanh niên này. Đấy. Còn có sản phẩm mới này, ba